Mà thế đào tạo hành tập 125. Cảm ơn đội trưởng đã quan tâm. Chúng ta đóng quân ở đây đi. Tổng bộ đã gửi chỉ thị tiếp theo của nhiệm vụ. Vua nhận lưỡi dao. Mọi người cũng biết, nếu như nhiệm vụ này xử lý không tốt thì rất có thể sẽ gây ra thú triều ở nơi chôn cất. Hồ sơ hiển thị thì con dị thú cấp vương này bây giờ đang dạo chơi ở gần Dung Thành. Cho nên tôi còn một vài người tiến vào trung tâm thành phố tìm cho ra vị trí chính xác của nó. Có ai xung quanh không? Sao? Lúc tự sự còn tới mọi người đều cấm hết rồi à? À, nếu như không chị tính tôi đi. Cậu A Chu đại trưởng, cả tôi nữa tôi cũng đi. Cậu nhóc Chu Chính này vốn dĩ là muốn để cho cậu ta lùi về sau, nhưng trong trường hợp này rõ ràng là không thể rồi. Đi rồi, các người chuẩn bị đi, giữ liên lạc bất cứ lúc nào. Sống thật tốt, chúc cậu may mắn. Thảo nào trên đường đi chẳng thấy có gì thú nào, thì đó thật sự bị đụng trúng rồi. Ngồi nhìn chú ra thì còn rất nhiều nhện lưỡi dao bình thường, phải gửi tin nhắn lại cho đội để cho họ nhanh chóng tới đây. Vật liệu trên người dị thú cấp bậc như thế này đều là hàng nóng đấy. Lấy nào nó đã cảm nhận được mình ư? Cùng mày. Đại trưởng, vết thương của mọi người khi nãy thì chúng tôi gặp chút phiền phức, nhìn chú hốt vẫn còn đó chưa? Trên đường đi gặp phải vài đợt thú biến dị, thật may là cậu có thể một mình tới đây. À, chắc là tôi may mắn thôi. 5 tiếng nữa trời sẽ tối, chúng ta phải giết nó trước lúc đó. Tôi và vận động ngụy phụ trách nhìn chúa, những người khác thì cầm cho nhận bình thường. Rõ. Chu Chính thì ở đây cảnh giác, không còn tham gia chiến đấu. Quyết định như vậy đi, cậu thì đi ở chỗ cao thì có thể tạm thời chỉ huy cho chúng tôi. Đúng vậy đó, hơn nữa thì với cấp bậc của cậu thì xuống dưới đó là cơ bản là nộp mạng. Đi. Đội trưởng, nếu đã là đi săn thì phải đối xử bình đẳng. Có thể vào đội săn bắn thì chứng tỏ có đủ thực lực, chỉ một chỗ nhưng lại không cống hiến sức mạnh là sao? Cậu là đang nghi ngờ quyết định của tôi. Tôi cứ quyết định như vậy đi. Chúng ta lên. Lợi hại, đây chính là cách chiến đấu của võ giả cấp cao sao? Nó xuất hiện rồi. Vẫn đồng ý phối hợp với tôi. Rõ. Giết. Quái vật. Chớ tiệt. Ây da. Khốn kiếp mà. Đi chết đi. Vân Nghi Đông, đi đá. Đây chính là sự tác chiến đoàn đội của họ sao? Hoàn toàn không mang ý. Nếu như mà đây là phó bản trong game thì sớm đã bị giết toàn đội rồi. Hả? Tiêu rồi. Độc của nhện lưỡi dao. Đây. Mình. Tiêu rồi.
Đây, độc cô nhện lưỡi đào, nhanh như vậy mà đã... Cậu chủ, cái mạng này của Tôn Hán tụi là do cậu nhặt về. Thuốc giải độc cậu cũng đã cho tôi uống thật là thần kỳ. Không những là giải độc trong tích tắc, mà tôi cũng có thể cảm nhận được trong người dường như đã sinh ra kháng thể tạm thời. Nếu như muốn nói cảm ơn thì lát nữa hàng nổi cậu đắp ở đây đi, để tôi ra ngồi giúp đỡ. Bây giờ là vẫn chưa phải lúc là có thể trốn. Ý da, chết tiệt. Cứ như vậy thì cũng không phải cách, vốn là không thể gây hại cho nhện chúa. Chỉ là như thế này thôi, coi như là quay trở lại game, làm đội trưởng một lần nữa. Xem ra, đã xem thường nhiệm vụ lần này rồi. Chào ông, bộ quản lý về tình nghĩa đi. Tôi là Thẩm Quân Hành, bây giờ tôi mệnh lệnh cưỡng chế mọi thiết bị liên lạc về tình của mỗi người trong đội săn bắn, đồng thời thiết lập hệ thống thành dương âm. Còn nữa, chức vị đội trưởng đội săn bắn giao cho chủ chính. Đội trưởng Tiêu và các thành viên của đội săn bắn. Bây giờ tôi sẽ tạm thời chỉ huy chiến đấu, hợp tác tìm nhũ. Tình hình hiện giờ thì thiết nghĩ mọi người cũng đã rõ. Nếu như còn không thay đổi thì kết quả chỉ có con đường chết. Bây giờ xin mọi người hãy tin tôi, nghe tôi chỉ huy. Trương Hà, tốc độ của cậu là tuyệt vời nhất. Bây giờ cậu sẽ giúp cho Tiêu Kiền Lệnh và Vận Đông Ngụy cầm chân nhện lưỡi đào chúa. Đây đúng là một nhiệm vụ chết người. Có điều nữa tình cậu đã giải đọc cho tôi, tôi sẽ tin cậu lần này. Tiêu Kiền Lệnh và Vân Đông Ngụy, hai người rút trước đi, giải quyết những con nhện bình thường. Với lực tấn công của các người thì chắc 5 phút có thể giết được một con. Ở đây cứ giao cho tôi. Nghe chủ chính chi hì, chúng ta rút trước. Tần Hán Cầu và Lão Lý áp dụng cách móc nối, giữ những con nhện còn lại bao bọc xung quanh. Những người khác thì làm việc theo nhóm để tiêu diệt những con nhện đơn độc. Cứ yên tâm giao cho tôi. Không thừa nhận. Sau khi cô ấy nhận nhiệm vụ chỉ huy, tiết tấu của đội đã hoàn toàn ổn định lại. Phần lớn nhện đã được loại bỏ. Bây giờ mọi người hợp lực giải quyết cái đám nhện thường còn lại, không nằm phì. Tế chủ Trương Hà, để cho cô ấy nghi ngờ một chút. Đáng tiếc là nhiều nhện như vậy, nếu như có thể lấy được kinh nghiệm thì tôi biết mấy. Cô ấy nhờ công ty Yura tạo ra mặt trăng máu bằng kỹ thuật khám nạm mới nhất, cũng phải lấy ra dùng một chút mới được. Trừ năm. Sát thường thấp nhất mức đáng thường, nhưng mà như vậy thì chắc cũng có thể tăng được kinh nghiệm. Hả? Chiều chính, cẩn thận. Quả nhiên là yêu nghiệt, uống cộng tôi lại lo lắng cho cậu. Tốc độ cũng gừ gớm quá. Nếu là tôi, thì đồn này có thể né được sao? Mọi người, cố lên. Thắng lợi đã ngay trước mắt rồi. Cuối cùng có thể yên tâm khi chiến bố rồi. Không hổ là cấp vương cấp 18. Tiến công không phải là cách, buộc phải đánh trúng chỗ hiểm thì mới được. Đội trưởng Tiêu, nếu như tôi có thể khiến cho con nhện chúa tạm dừng,
Anh có thể đánh trúng được chỗ hiểm của nó không? Chỉ cần có thể khiến cho nó tạm dừng, đánh trúng đầu của nó thì chắc không thành vấn đề. Không, nhược điểm của nó không phải là đầu. Hả? Quét nhược điểm. Tin tôi đi, nhược điểm của nó là ở cổ. Cổ? Cổ cha chứ. Cơ hội này có thể chỉ có một lần. Nếu tôi chắc chắn, tôi có thể khiến cho nó bất động trong 15 giây. Chúng ta xong lên thôi. À, 15 giây á? Cậu không đùa đi chứ? Một, bắt đầu tấn công. Chuyện gì vậy? Rốt cuộc là chú chính đã làm cái gì? Bao giây nữa thì nhà chúa sẽ thức tỉnh. Mọi người, rút lui. Rút. Đến trực tiếp. Số hiệu 03 Võ Nghị Đông. Số hiệu 013 là Thiền. Số hiệu tốt lắm, tất cả 19 người đều sống sót. Thật sự đánh giá thấp cậu nhóc này rồi. Lần này nếu như không có cậu ấy thì nhiệm vụ có thành công hay không thì cũng chưa rõ. Và lại chắc chắn chỉ tổn thương hơn một nửa số thành viên. Sắp rồi. Vốn đã không còn lại bao nhiêu điểm sinh mạng nữa rồi. Vừa nãy lại rơi vào trạng thái đổ máu. Tầng Lý về 90. Nhìn chúa chết rồi. Chúng ta đã thành công rồi. Cấp 90 rồi. Kỹ năng đặc biệt hồi sinh. Nhẫn hồi sinh. Cấp bậc sử dụng 90. Ngơ nghiệp 0. Tăng cường tấn công 100-100. Kỹ năng đặc biệt hồi sinh. Khi người đeo chết đi thì có 20% xác suất hồi máu về trạng thái. Ban đầu kèm theo 5 giây trạng thái vô địch. Hồi sinh. Cấp bậc sử dụng 90, kỹ năng đặc biệt hồi sinh, ngơ nghiệp 0, tăng cường tấn công 100, kỹ năng đặc biệt hồi sinh, người đeo chết đi có 20% xác suất hồi máu và trạng thái ban đầu, kèm theo 5 giây trạng thái vô địch. Trang bị. Cậu Chu. Gọi cậu mấy lần rồi, đang nghĩ cái gì đây? À không, chỉ là hơi xúc động thôi. Đi. Chúng ta đi xem chiến lợi phẩm. Chân đao có nhện lưỡi chúa, đào chúa. Vỏ có nhện lưỡi đào chúa. Tiếng độc. Còn cả cái này nữa. Hát tinh. Hùi kha lắm, lần đầu tiên tôi nhìn thấy được hát tinh đấy. Về việc phần chia chiến lợi phẩm lần này, thì mọi người có ý kiến gì nữa không? À không có. Lần ta chiến này, thì châu chính có công lao lớn nhất. Cho nên tôi đề nghị chủ chính lấy chiến lợi phẩm nhiều hơn. Mọi người có ý kiến không? À đương nhiên là không rồi. Tôi chỉ tức là cậu nhóc này giả vờ giả vịt. Lời chúng ta cũng thảm thật. À không. Phần thưởng nhiều hơn thì mọi người cứ cùng nhau chia đi. Chí mạng kỹ năng chủ động cấp 90. Tạo ra đoạn tấn công chí mạng gây 500% sát thương kỹ năng. Kèm theo 5.000 sát thương. Và có 10% xác suất xuất hiện đoàn tấn công may mắn. Lợ Thiến. Chiều chính. Đợi lúc quay về, tôi sẽ bảo hai cậu tới cao ốc Hải Dương nhận lỗi. Được. Đội săn bắn đã trở lại rồi. Người bảo vệ chào mừng quay lại. Người bảo vệ, ui đội trưởng Tiêu đẹp trai quá, có vị anh hùng vất vả cho mọi người rồi. Con nhóc này không khiến cho người ta thất vọng. Là tạm chưa chính,
do một tay cầu khai thác, quả nhiên là tài giỏi. Trong báo cáo thì một đồ bò giả trong đội săn bắn đó là do cậu ấy cứu. Ê rằng trong số những cường giả ấy, cậu ấy là người có nhiều bạn nhất rồi. Anh hai, lẽ nào cậu ấy may mắn thôi? Có phải may mắn hay không thì em vẫn không phân biệt được hay sao? Cậu châu chính này quả thật là rất mạnh. Nếu như có thể có cơ hội thì anh muốn tập luyện cùng với cậu ta. Anh hai đừng nha, thân là trưởng quốc hội của nơi trồng cất. Nếu như đánh giá của anh bị người khác nghe thấy thì sẽ giấu rất nhiều người đấy nha. Đi thôi, chúng ta đi gặp họ. Em cũng biết là anh sắp phải rời khỏi đây rồi. Lần này thú triều rất là hung hãn. Nếu như trực tiếp cắt đứt đầu nguồn thì sẽ bớt đi rất nhiều phiền phức. Anh hai, lần này ra ngoài phải cẩn thận. Đội trưởng Tiêu, ký tên cho tôi đi. Được cái chuyện lớn chưa? Được cái chuyện lớn mà, cho tôi sợ một chút. Anh Tần Hán, đây là quần áo do tôi tự may cho anh. Chào mừng mọi người đã trở về nhà. Các dũng sĩ của nơi trồng cốc là hội trưởng Thẩm và quốc trưởng quốc hội Dương. Trời ơi! Còn trẻ như vậy đã vào giờ cấp 9, quả nhiên là tiềm lực vô hạn. Mọi người có ai phản đối đề nghị lúc nãy không? Để cho chú chính thần lên võ giả cấp chiến thượng. Tôi phản đối. Dựa vào võ giả cấp 9 thì dựa vào đâu chứ? Tề Chi Dũng, hồ sơ hiển thị hơn một năm nay, cậu làm không ít chuyện tốt. Giải trí xa hòa, phong túng, hơn nữa ý là thân phận cấp chiến thượng. Cô mạng người như cổ rác. À tôi, bây giờ bắt đầu bỏ phiếu, người đồng ý chu chính thần cấp 10 giờ tây. So với những người tài tòa mặt lớn nào đó, thì tôi cho rằng chu chính càng có tư cách xếp hạng chiến thần. Không sai. Chỉ có hai người đồng ý thì có tác dụng gì? Không chỉ có hai người họ, còn có cả tôi. Tôi đồng ý chu chính thần lên cấp chiến thần. Trưởng quốc hội có phiếu bác bỏ cuối cùng. Nhưng mà dựa trên nguyên tắc thì công bằng. Nếu như nghị viện tệ đã cho rằng chủ chí không có thực lực này, thì chúng ta cũng có thể cho nghị viện tệ một cơ hội cạnh tranh công bằng với chủ chính. Được, tôi đồng ý. Tôi sẽ cho cậu biết cái gì mới gọi là sợ hãi. Nghe nói gì chưa? Người thân cấp chiến thần lần này là một vò giả cấp chiến. Nghe nói chính là cái cậu chủ chính là mới làm gió lúc trước. Con trẻ như vậy đã thành tựu như vậy, trước này là chưa từng có. Chu chính à? Nợ đâu vậy thì cũng đi chết đi. Cấp 99. Nổi tiếng cũng có cái giá của nó. Phải thăng lên cấp 100 thì mới có nhiều năng lực phòng vệ hơn. Nửa tháng sau, võ giả cấp bậc 10 rồi. Cấp bậc cũng đã đạt tới 100 rồi. Cuối cùng thì cũng đã vượt qua được rồi. Đồng thời có 10% xác suất xuất hiện đồ may mắn. Kỹ năng cấp 9 làm lợi dụng vật liệu chế tạo ra kịch độc. Độc tính biến hóa dựa theo cường độ khác nhau của vật liệu, thời gian làm nguội 24 giờ. Kỹ năng cấp 100, bôi lên vũ khí lớp kịch độc, kèm theo đợt tấn công độc tính, giờ, thời gian làm nguội 30 phút. Chế độc. Bôi độc. Kịch độc có nhện lưỡi chúa, số lần sử dụng 15, thời gian duy trì là 30 phút. Bất buộc phải giảm máu, đúng là không thể tin nổi mà. Trừ 500. Học được kỹ năng này, thì mình chắc sẽ có thể. Thú triều quy mô lớn như thế này, tôi vốn là không thể nào cản. Thú triều lần này sẽ là một trận chiến gian nan. Thị trấn phía Tây. Chiêu chính. Tôi là Mạc Hà, là người có đội phù thủy sành. Chất độc của nhện lưỡi dạo chúa mà cậu săn được, có thể bán cho tôi một ít không? Cô muốn mua chất độc của tôi, cho tôi một lý do, tôi có thể suy nghĩ xem sao. Tôi đã gần đây tôi đang nghiên cứu một loại thuốc, chỉ thiếu chất độc này nữa thôi. Xin cậu bán rẻ cho tôi một chút có được không? Luyện kim sư sao? Nếu như cô thực sự có năng lực
thì tôi có thể miễn phí cho cô vật liệu luyện thuốc mà cô cần. Nhưng mà thuốc cô luyện ra thuộc về tôi. Hy vọng cô luyện kim sư này có một chút đáng tin. Lôi hộ. Đại sư chủ, hồ sơ của tờ Chi Dũng đã thu thập xong rồi. Giờ tôi sẽ chuyển cho cậu. Đều vô vã rồi. Mọi người nói xem, chiến thần tề và đặc sứ chủ ai sẽ thắng? Tôi thấy là vẫn là chiến thần tề. Chỉ cho cùng thì đặc sứ chủ có lợi hại hơn cũng chỉ là cấp 9. Nói như vậy còn phải, vậy tôi sẽ bầu chiến thần tề thắng. À, vậy tôi cũng bầu. Thi Hàm giúp tôi một chuyện. Chống lại các cuộc quyết đấu giữa tôi và Tề Chí Dũng. Dùng danh nghĩa cá nhân, tôi hy vọng vốn dụng đặc tôi thắng. Thật sự không có người sợ chết kìa. Đặt cược tên chủ chính đó. Thôi vậy, tìm một người thử xem năng lực của hắn trên đại. Thung lũng giao xà. Mất 2 tuần, cuối cùng cũng thu hoạch được không ít độc. Có sát khí. Đấu luận. Cấp bậc. Trên hồ sơ nói hắn là vào giờ cấp 9. Sao mới 2 tuần đã thăng lên cấp 10 rồi? Không sao. Dù sao thì hắn cũng sẽ chết ngay thôi. Chiêu 9. Tờ Chí Dũng cử cầu tới. Ám ảnh điện thường cấp. Đấu luận. Dựa vào cậu muốn giết tôi sao? Hả? Sao cậu biết tên tôi? Trò tập kích nhàm chán đó, dù sao tôi có đứng đây. Để cho cậu giết thì cậu cũng... Hả? Cậu đã dùng yếu thuật gì? Rớt máu. 6. 5. 4. Cậu có thể chết bởi kịch độc của nhện lưỡi đào chúa cấp 18 thì coi như cậu cũng chết cũng đáng. Hà đầu vò giả cấp chiến thần dùng 26 giây. Để xem. Có thu hoạch gì bất ngờ không? Đây là... Chưa chính sao? Tôi là Mạc Hà. Cậu mau tới phòng thí nghiệm của tôi, thuốc của tôi điều phối thành công rồi. Đây chính là thuốc mà cô dùng độc của nhện chúa điều phối ra. À đúng vậy, tôi đặt tên cho thuốc là thuốc cuồng bạo. Thuốc cuồng bạo, trong 15 phút nâng cao thuộc tính của người sử dụng gấp 3 lần. Bên ngoài thì trấn phía tây. Ở đây không có ai à, cứ ở đây đi. Cậu thật sự dám thử sao? Nếu như tôi đã đặt hết tiền cược cho cô rồi, vậy thì tôi sẽ tiền cô. Lần nữa cô tránh xa ra chút, tránh vì tôi không thể kiểm soát bản thân ảnh hưởng tới cô. Sức mạnh này. Nhìn quá, thuốc cuồng bạo của mình có công hiệu mạnh như vậy sao? Khá lắm, tôi chỉ tiếp tục cung cấp vật liệu cho cô. Tiếp theo nhờ cô đấy. Tay cự lực. Đại sứ chủ, mau mời vào. Vốn dĩ là chủ tịch Lục của chúng tôi sẽ đích thân đón tiếp cậu. Nhưng mà sức khỏe của cô ấy không được khỏe, không ra gió được. Cho nên... Không sao, là tôi đã làm phiền mọi người chuyện cung xích nguyệt, thì cũng nhờ có quý công ty nhọc lòng. Đại sứ chủ, nơi này là nơi sản xuất hàng loạt tác phẩm đầu tiên của công ty cô lập chúng tôi. Cũng là đại diện cho sức mạnh sáng tạo cao nhất của công ty chúng tôi. Đại sư chủ, cậu xem bộ trang bị này đi. Bộ giáp này thì dùng vật liệu trên người dị thú cấp 17. Đã vứt bỏ sự lồng lẫy của kho trường, nhưng mà lực phòng ngự cao hơn 3 bộ giáp màu vàng. Hai con dao găm này cũng làm từ vật liệu của dị thú cấp 17. Giá trị phá giáp là 16. Đại sứ chủ, bộ trang bị này là món quà gặp mặt của chủ tịch Lục chúng tôi tặng cho cậu. Chúc đặc sứ chủ được tăng cấp lên chiến thần. Cái này thật sự quá vi giá.
Đặt sư chủ, không cần khiêm tốn. Lục tổng. Sao? Đặc sứ chủ gặp tôi hình như hơi bất ngờ. Quả thật là hơi bất ngờ. Không ngờ chủ tịch của công ty cự lực lại là một cô gái trẻ tuổi lại xinh đẹp tới như vậy. Đặc sứ chủ, cậu cũng biết cách khen người khác. Vậy cho nên lần này chủ tịch Lục mời tôi tới công ty cự lực chắc là không phải muốn chi tặng cho tôi một bộ trang bị đơn giản như thế này đâu nhỉ? Tất nhiên bộ trang bị này chỉ là dùng một chút lòng thành chúng tôi tặng cho đại sứ Chu mà thôi. Có lẽ cậu cũng biết, ở nơi trồng cất thì có tồn tại ô dù. Cơ lực chúng tôi đương nhiên chứ không thể nào xưa làm này bắt chước được. Chỉ còn trong trận chiến đấu tiếp theo, cậu chính thức thăng cấp lên chiến thần, thì công ty cự lực chúng tôi sẽ về dưới trướng của cậu. Thị trấn phi đồng. Đồ ngu. Đầu luân thuần tí là tôi tìm đường chết mà. Châu chính sao có thể dễ giết như vậy chứ? Ba ngày sau, đặt cược thôi. Hai tiếng cuối cùng sẽ khép lại rồi. Công ty HCSB. Hoan nghênh mọi người đặt cược. Tôi đặt cược chiến thần tệ. Tôi cũng đặt cược chiến thần tệ. Tôi đặt cược chiến đặc sứ xù. Đặc sứ chù. Chuyện đặt cược thế nào rồi? Đã thu xúc ổn thỏa cả rồi. Tốt. Vậy tôi xuất phát đi. Chưa chính. Tin tôi. Sân đấu võ cửa đồng. Chu Chính, chuẩn bị chịu chết rồi sao? Quá, tờ chiến thần thắng chắc rồi. Đại sứ Chu cố lên, có thể lội bỏ xa thủ ám ảnh cấp điên được. Trông có vẻ bình thường, đây chính là áo giáp và vũ khí do công ty cự lực đặt làm cho hãng ngựa. Nhưng mà việc xảy ra khác thường, chắc chắn có điều gì kỳ lạ. Mình không được lơ là, phải tập chiến tốc thắng cho hắn một nhát chí mạng. Trận đấu bắt đầu. Qua. Wow. Động tác này. Lấy là cái chiều đó. Hả? Tề chiến thần sao tự dưng lại dừng lại rồi? Không thể nào, tốc độ nhanh như vậy sao hắn có thể nói dừng lại dừng được chứ? Áo giáp của mạnh quá, ngay cả dầu gầm mới cũng không thể nào phá vỡ. Chỉ có thể dùng kỹ năng miễn cưỡng trừ mẫu thôi. Tấn công kép đến sau lưng, chí mạng. Kỹ năng miễn cưỡng trừ máu là chỉ giảm được có 1/5 máu của hắn. Hắn ít nhất cũng phải có hơn 30 vạn máu. Hả? Nghĩ dưới trời, bây giờ là gian lận. Chiến thần cái gì chứ, lừa đảo thì có, đứng im đó cho người ta đánh. Đây chính là ác chủ bài của cậu sao? Tiếc quá, lại không phá ngửa được phong ngữ của tụi. Người chết chính là cậu. À. Hử? Tôi biến cự ly gần. Gió. Không thể phá vỡ phòng ngự. Cũng không biết là kỹ năng tiêu độc có giống như trong game không. Chỉ còn tấn công là sẽ có hiệu quả. Liệu thôi. Phải thử xem sao. Cứng đầu với ông mà. Muốn chết sao? Kết thúc rồi sao? Khối nhiều quá nhưng không rõ. Một đòn của tên chiến thần mà như vậy chắc là không ai né nổi đâu nhỉ?
Võ giá cấp 10 có thể lợi hại tới như vậy sao? Thật là đáng sợ. Số lỗi lớn quá rồi. Sớm biết vậy thì mình nên trấn áp chủ chính rồi. Kỳ địch, không phá vỡ được phòng ngự quả nhiên không thể khiến cho cậu ta trúng độc. Mặc kệ thôi, thử lại xem sao. Di chuyển tức thời. Tấn công mạnh hơn, nữa thì đã sao? Không phá được phòng ngự thì cậu chúng chỉ là vô ích thôi. Không thể kéo dài được nữa, phải thay đổi chiến lược thôi.